Lễ tổng kết và trao giải hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 vừa được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa tổ chức. Hội thi diễn ra trong tháng 2 năm 2023 với sự tham gia của 87 giáo viên của 13 trường mầm non trên địa bàn. Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi thành phố Bà Rịa năm học 2022-2023 gồm 2 phần thi, thuyết trình và thực hành dạy một tiết học trên lớp. Theo đánh giá của ban tổ chức, 100% giáo viên dự thi đều thể hiện tốt các phần thi. Nhiều giáo viên sáng tạo và khai thác hiệu quả đồ dùng dạy học, vận dụng tốt phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, tác phong nhẹ nhàng gần gũi, xử lý linh hoạt tình huống xảy ra, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động. Kết quả, ban tổ chức đã công nhận 84 trên 87 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp mầm non thành phố Bà Rịa năm học 2022-2023.